Lời đầu xin được gửi lời chào trân trọng đến toàn thể anh em giao lưu trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như các bác đã thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và đăng xe kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như lời của bác ở trên YouTube để kênh của em hoàn thiện. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 9 nên là em làm cái video để cho bác thấy được là cái khâu nhận lại hàng, nhận trả hàng em khi ra sự cố đấy, và khách hàng đã đóng gói trả lại em đây ạ. Đấy thì tất cả bác khách nào đã mua sản phẩm bên em thì biết rồi, em đóng gói rất là cẩn thận đấy. Ngoài việc bọc xốp ra thì ngoài em bọc thêm một và cho hết vào thùng xốp em gửi hàng đi. Thế nhưng mà khi nhận hàng về đấy ạ, nhận hàng về thì bác bọc rất là sơ sài qua cái bịch ni lông thôi ạ. Ở đây là bác khách tên là Trọng Bằng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, ngày mùng tháng 8 vừa rồi bác có chọn mua đồng lầu lầu hãng Victor với giá 1,2 triệu. Thì cũng người lớn tuổi rồi, thứ hai là ở quận gần bên em thì em không nhận tiền đặt cọc và em cũng tìm cách để chuyển hàng sang trong khi đó là thành phố Hồ Chí Minh đã khách. Đấy. Thì khi nhận hàng thì bác báo là hàng bị lỗi không nhận đĩa, em mà là nếu như lỗi thì đóng gói cẩn thận giúp em đấy, và em cho người có nhận về thì bác bảo là tôi để giãn cách xã hội thì bác sẽ chuyển trả lại đấy. Và đến hôm qua thì bác ấy trao đổi là bác sẽ yêu cầu là đổi sang chiếc đầu khác đấy, và mua cho em thêm 4 cái đĩa, và bác đã quyết định là chọn cái đầu M6 với giá 1 triệu đồng đấy, và 4 cái đĩa đấy. Còn chiếc đầu Victor này em bán với giá 1,2 triệu đồng đấy. Ở thời điểm này các bác biết rồi, toàn bộ là shipper trong thành phố đã không nhận hàng, hàng gửi đi trừ hàng thiết yếu, cái hàng lương thực thực phẩm thì đang mới nhận, còn đâu tất hàng tất cả các hàng khác người ta không nhận ship đi. Thế là hàng ship rất là khó, em phải đặt đặt ship bên ngoài, giá cước rất là cao, không phải là rẻ các bác ạ. Đấy. Và đây thì em xin quay, đây là các sản phẩm bác đã đóng gói và trả lại em đây ạ. Đấy, rồi tiếp tục em sẽ nói tiếp cái câu tiếp theo để cho anh em xem video cũng nắm được. Đấy. Đây các bác thấy vậy, toàn bộ tem của sản phẩm đã không còn không nhé, đã tháo ra, đã tháo đầu em ra rồi đấy. Và tem bên đây nữa các bác ạ, đây
Tem ở đây đã tháo ra. Là sản phẩm không còn nguyên tem đó nhá. Với đúng quy trình bán hàng của bên em, khi nhận hàng về sản phẩm mà đã bị tháo đúng không? Tem không còn nguyên vẹn thì em không chịu trách nhiệm bảo hành cho khách hàng. Bởi vì sao? Bởi vì khách hàng đã tháo máy của em ra. Đấy, em chỉ nhận lại cũng như hoàn trả tiền khi sản phẩm của em còn nguyên tem. Đấy. Đấy, nhưng mà các bác thấy rồi đúng không ạ? Đấy, bác đã tháo đầu của em ra. Đấy, bác tháo đầu của em ra rồi. Đấy. Và cái sản phẩm ngày hôm nay em thêm nói thêm các bác. À, và hôm qua thì bác đã trao đổi với em là bác muốn đổi sang chiếc đầu Puller này M6 này. Đấy, chiếc đầu Victor giá là 1,2 triệu đồng, mà chiếc đầu M6 là 1 triệu đồng. Bác mua thêm 4 cái đĩa M1 đấy, là 480.000, thì em trừ đi còn 280.000. Thì em có trao đổi với bác là gì? Khi ship hàng người ta đến lấy hàng thì bác đưa cho shipper 280.000 nữa đấy, và người ta đưa đầu cho người ta nhận về giúp em đấy. Và sau đó người ta nhận là lấy đầu M6 về, người ta cầm sang giao cho bác ấy. Đây, đầu M6 em đã làm video đúng không? À, cách đây 1 tiếng hồi em đã làm video lên rồi đúng không? Các bác thấy rồi trên kênh em rồi đấy. Và hai này em đã quấn để cho chuẩn bị gửi đi đấy. Thì bác có trao đổi với em là lăn tăn lầy kia đấy, không tin tưởng đấy, như các bác thấy rồi đấy ạ. Đây là ai tin tưởng ai ạ? Đấy. Thì bác có nói là nếu như không tin tưởng thì trả tiền anh trả đâu, em cũng ok luôn, em bảo thôi rồi thì người người ta đến lấy đầu và người ta sẽ trả lại tiền cho anh đủ 1,2 triệu đồng. Đấy. Em chơi thế được chưa các bác? Đấy. Nhưng thực tế đây nhận sản phẩm đấy bác, toàn bộ sản phẩm của em đã bị tháo đúng không nào? Sản phẩm của em lỗi thì các bác vẫn cứ phải để nguyên sản phẩm nguyên tem cho em để em nhận về, bởi vì em tránh cái tình trạng là gì, các bác tự ý tháo sản phẩm ra, các bác chọc máy vào đấy đúng không nào? Rồi thì là các bác lấy lý do này lý kia để trả lại hàng em. Nhưng thực tế các bác em bán hàng rất là nhiều rồi, em kinh nghiệm em rất là nhiều, em tránh cái tình trạng là giữa cái hàng và người bán không phải nói là qua lại nhiều nhau, cứ căn cứ vào cái tem đấy niêm phong để làm việc. Nhưng mà đây em nhận hàng và em đã cho người shipper trả đủ tiền, nhưng về nhận hàng các bác thế rồi, thứ nhất là bác đóng gói này đấy. Bác gói hàng cho em đấy ạ, thùng xốp không còn. Và bản thân ngay hôm khi nhận hàng em nói rồi, bác đóng gói cẩn thận vào thùng xốp cho em rồi em sẽ cho shipper qua lấy đấy. Cách đây 1 tiếng hồ em đã làm video để bán cái đầu M6 này cho bác đấy, và em đã quấn ni lông chuẩn bị cho vào thùng để chuyển đi. Đúng nào, hàng về thì em chuyển đi đây đấy, mà cuối cùng nhận lại sản phẩm đấy. Thì thôi em cũng xin nhắc nhở anh Trọng Bằng, anh cũng lớn tuổi rồi đấy. Anh làm sao ấy thì cho mình chơi thú vui tao nhã mà, thế mình hãy chơi đẹp chứ thật sự như này là em cũng không được hài lòng đúng không? Tiền của em đã trả đủ 1,2 triệu, sản phẩm của em nhận về còn nguyên vẹn đúng không? Anh bọc rất là sơ sài, trong khi đó em bọc rất là cẩn thận, tất cả sản phẩm em đều đóng xốp. Khách hàng nào đã mua sản phẩm em rồi các bác sẽ biết đúng không? Em đóng hàng kỹ như nào đấy, dù đi gần hay là gửi tỉnh xa. Đấy. Đây là một cái lý do bác không dám giao đầu trước về cho em. À, đúng rồi. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Và hôm nay chiếc đầu M6 này, chiếc đầu M6 này em cũng bán một cái giá rất là hữu nghị cho em chơi, em bán giá 800.000 đồng bao phí ship toàn quốc cho các bác. Đấy.
Và chiếc đầu 16 em làm video test trước đây 1 tiếng rồi. Các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em. Đấy, với số máy là 0907223269, em ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Và em cũng mong quý khách hàng đã mua sản phẩm em hay là khách hàng ủng hộ kênh của em cũng như là ủng hộ mua kênh, mua sản phẩm của bên khác cũng vậy. Khi sản phẩm bị lỗi, các bác nên giữ nguyên vẹn sản phẩm và đóng gói cẩn thận trả lại người bán. Đúng không? Bởi vì các bác cũng thấy mà bán cái đầu 1,2 triệu nãy là bao nhiêu tiền đâu các bác. Tổng tiền ship đã mất 100.000 rồi. Đấy, gửi đi gửi về nó là bao nhiêu. Em cảm ơn và xin chào các bác và các bạn đã ở video sau.